Thì ở đâu cũng có, nhưng mà mình thấy như thế này thì mình ủng hộ người ta nhiều hơn. Bởi vì cũng đang trong mùa này kia nhưng mà người ta bán không được như vậy cũng thấy rất là tội. Dạ, thì em ủng hộ một phần để cho là giúp cho là nhiều người hơn nữa. Với giá này thì em nghĩ một điều rằng đó là người dân thì chịu đó là lấy lại để là hồi vốn thôi. Chứ thật sự là chắc cũng không có lời nhiều đâu. À, mình mua được như thế nào thì mình cứ ủng hộ. Thay vì mua những chỗ khác nó thậm chí giá hơi cao hơn, thì bây giờ mình mua thậm chí chỗ này thì nó rất ok. Thì trong cái đợt dịch như thế này và muốn giải cứu người dân nhiều hơn, thì các bạn hãy thật sự đó là có những tụ điểm như thế này thì các bạn hãy nên ủng hộ nhiều người hơn nữa cho có công người ta là chăm sóc cũng như là người ta thu hoạch. Ngoài chợ mấy chục ngàn ký, mà thấy này có như có 5.000 ký, rẻ quá rẻ so với sức của người ta trồng. Phải có chứ, bây giờ mình cũng ở trong chung cư, mình đang kêu để về mình nói nè, muốn nói để cho người ta ra người ta mua, chứ ra chợ mua thì nó cũng mắc quá, quá tội luôn. Nó trồng cực lắm chứ mỗi đâu phải là dễ ra nè. Đúng rồi, mỗi người một ít thì coi như là mình ủng hộ đồng bào mình. Chứ để mình bán mà kiểu cứ để ấy thì người ta lại ép giá mình quá. Còn vậy thì đối với chị 5.000 vẫn là rẻ chứ không phải là gì hết. 5.000 so với một người chồng ra vậy thì vẫn rất là rẻ. Vẫn mua, chị vẫn mua, tại vì mua ngoài chợ đúng rồi. 7.000, 9.000 thì cái giá nó cũng vừa thôi. Hai con lên liền các chị ơi, hai con.
năm hả ta? Bây giờ cái đợt giải cứu này em nói chị là rất là nhiều luôn, hàng phải nói là hàng ngàn tấn, chứ đừng nói là hàng trăm tấn của bà con tụi em trồng lên đó. Là tụi em, bà con tụi em rất là cực khổ luôn. Bây giờ bán dưa, ví dụ bán cho cái thương lái tụi em thì là tụi em cũng thực chất là tụi em cũng không có nguồn ra luôn, không có cái đầu ra luôn. Tụi cái em giao dịch đó đúng không? Dạ, không có cái giao dịch gì để bán, tụi em không biết bán đi đâu. Tụi em vẫn chất lên xe, vẫn đi đem ra để chợ Hải Dương bán, nhưng bây giờ bán ở chợ Hải Dương chỉ có 1.500 tới 2.000, không đủ cái tiền chuốc xe và cái tiền vận chuyển, cái tiền chuyên chở cho tụi em ra ngoài đó luôn. Nên tụi em vẫn chờ đi, biết rằng là mình là thương lái, mình mua mình lỗ rồi, nhưng mình vẫn giải cứu cho bà con nông dân. Bà con của tụi em thì như ví dụ như là bây giờ dưa hấu như thanh long nơi đúng không, tụi em trồng thì chỉ biết tiêu thụ, như tụi em thương lái thì mua tiêu thụ qua Trung Quốc thôi. Qua Trung Quốc thôi, chứ tụi em không biết tiêu thụ ở đâu cho hết, với cái lượng nông sản rất là lớn của mình mà bây giờ là dịch bệnh như thế này thì là tình hình chung hết. Tất cả các bà con nông dân họ đều khổ, và thương lái tụi em thì tụi em muốn mua cho họ dân, người dân, nhưng tụi em mua không có đầu ra luôn. Em có kêu gọi tất cả các dân buôn của tụi em ra giúp dân, nhưng mà bây giờ ấy là đi đâu chở từ đâu tụi em cũng không biết, cho nhiều lúc là chắc lên xe tài xế hỏi đi đâu cũng chưa biết là đi đâu, ở đâu và về đâu. Cũng chính xác như ngày hôm qua em có bán một cái xe dưa ở tại Phú Bổn, Phú Túc của mình là đi Trà Vinh với cái giá là em 2.000, mà cái tiền xe với cái tiền chất với cái tiền ở thì nói chung là tụi em không được gì hết luôn. Xuống đó là chưa biết họ lấy bao nhiêu tấn, tụi em cứ liên hệ được gửi đi chỗ nào là tụi em gửi hết sức có thể. Nên bây giờ là nói chung là tụi em thì lỗ, cũng lỗ là chấp nhận lỗ, nhưng mà lỗ ít. Còn bây giờ bà con nông dân họ đau đớn, họ không, nói chung họ bán cái dưa họ chỉ mong là có tiền, rồi có người mua, rồi có tiền họ về họ khắp. Tụi em cũng không biết cái giai cứu bằng phương pháp gì hết. Tụi em là ở Bình Định, tụi em lên Gia Lai thơ đó. Ở trên đó người ta cho là tụi em thơ một hát là 20 triệu. Nhưng mà tụi em làm tới giờ này hiện tại là do là bị ảnh hưởng bên dịch đó, nên là Trung Quốc người ta không có thu mua dưa được. Mà còn tụi em làm một sào như vậy là tụi em thu được cỡ 3 tấn một sào. Đó là dưa ngon tụi em sản xuất qua Trung Quốc. Nhưng mà bây giờ nói chung là ở ngoài Bình Định là không có chỗ, Trung Quốc nó không ăn là dưa, tụi em không có nhập đi đâu được hết. Thành ra là bây giờ là ớ đậm ở ngoài đó là rất là nhiều chị. Còn bên nhà em ấy là em làm cái đấy là 20 mấy sào. Nhưng mà 20 mấy sào là cứ một hát vậy là 10 sào, một hát là thành 20 sào á. Là một sào là 3 tấn, quỳ chi cái đấy là ra 60 mấy tấn á chị. Nhưng mà em nhờ chị Thu bên nhà buôn đây nè, chị kêu xe giúp cho tụi em, là tụi em chở vô trong này là bán được bao nhiêu là bán, rồi em gỡ lại đồng vốn của tụi em bỏ ra. Những nơi khác là xin bãi để đổ xuống đó rồi bán 2.000 hay 3.000 hay 5.000 một ký gì đó bán được. Nói chung là cứ bán được đồng nào là gỡ lại vốn được đồng nào thì tụi em gỡ vốn được đồng đó thôi. Chứ còn những người khác mà khi mà họ bán mà mùng 2 Tết đồ không cắt được thì bây giờ người ta phải bỏ thôi, nó thúi hết rồi đâu còn được nữa. Dưa này lũ em chỉ đỡ được tầm 10 ngày nửa tháng là cao nhất rồi.
Thank you.